âm như có đông. Tôi mất con mày chết, tôi tăng thành chất lượng. Nhẹ mày chất lượng, ý nghĩa tôi chấm hết. Nói thẳng thẳng ra thì viết nhẹ như con cặc. Tôi đang tự hỏi tại sao tôi không nắm bắt. Tôi bắt ra chất xám, tôi viết đôi lời xám. Nhà tôi tiên truyền, tạo ra động lực. Nhà bị phản động, chứ cha là chữ má. Ở trong căn phòng mày phê của đà. Tao thì đọc sách tìm kiếm kiến thức, nâng cao trí tưởng tượng. Tụi mày học cách làm sao để hưởng thức nước mắm và nước tương. Nhiều đó cũng đủ hiểu. Tụi mày như thế nào? Thế mày gọi âm nhạc sẽ ra sao? Không có tiếng nói khi mày đang gặp với tao. Viết từ sáng cho đến tối, kiếm từ những rối cho đến sáng. Đồng minh từ Mỹ cho đến Úc, mà tôi nghĩ cũng đã đến lúc tặng ra Việt Nam một chút. Như trong kinh thánh họ gọi là ban phúc. What? Đi ra Việt cái cung, tôi sẽ đi ra Việt vậy. Yeah. Look at me, aim. People say they lie. Look at my eyes. Something I'm right. Gotta do something to die. 4-5 said it. My big dream, I'm on the right. They gonna pay me cause I'm too good. They gonna lose it. My friends and my rapping. Something real. Being player. Go to jail. We smoker. My flow's gonna rip right. Turn the screen in your ears right. Your fears are the bill right. 70 is right, I'm about to tell the truth. In my country, there's no love in you. Every week, I will have drop dinner, popping filler. NPC in the street, you listen to this, ayy. This is a matter special. Cho tụi nó đi ra đi vô. Anh cứ mà còn có hóa đơn, đưa mày về ở những cấp xe cứ chống chờ. Thằng nào cũng có một thằng anh, quan trọng thằng anh thằng nào mặn. Mà mình tài chính có thể đứng ra bỏ lặng. Lắng lên về nhà nhiều giấy tờ không một mặn. Nhà ông mình giác rồi.